Chiều nay, đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Viên Vị Lai Đi Lạ Phăng, thường vụ tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 6, trưởng ban tuyên quấn tỉnh Luận Phả Bang làm trưởng đoàn đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh Long An. Tiếp đoàn có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lê Thanh Nghiêm, lãnh đạo các sở ngành và địa phương. Theo đó, đoàn đã đến khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức. Tại đây, đại biểu đã thắp hương tưởng niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời đã được nghe giới thiệu về quá trình hoạt động của luật sư, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Long An. Sau khi dâng hương, các đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ và thư viện Nguyễn Hữu Thọ. Trước đó, đoàn đến tham quan khu công viên tượng đài Long An tại thành phố Tân An.